Mấy bạn coi thử coi là cái vlog này có được phát sóng không nha. Phát sóng là tôi là không bị giật rồi đó. Bây giờ team mình sẽ đi tù. Trời ơi, cứu tôi. Nó như một cái dãy nhà trọ nhưng không phải ai cũng muốn ở là thử. Mình chỉ nhìn được tù nhân qua cái khe cửa này thôi. Trong đây lạnh lắm á nha, cái khe hơi lạnh bốc ra. Hello. Ê, đang nắm luôn á trời. Nhìn như tạch răng không. Hồi nãy khúc là chạy đến lai là đúng nghĩa chạy đến lai luôn á mọi người. Nên là thở như cái mặt đúng ghê luôn. Kiểu là có quay tào lao luôn. Mà bây giờ xong rồi. Đi thôi. 10 điểm. Khi tiên lý mặc đồ sexy. Kiểu thở bỏ tụ kinh. Rồi anh Phúc gọi là chạy đến lai là cái cổ áo là không mẻ được luôn. Rồi hai chị mình ngồi chùa kè. Từ hôm nay thì mới gọi tôi bằng mày. Tôi chưa có thời gian gọi Hương Lý bằng mày trong vòng 2 tháng. Kéo cái nắp em xuống. À, cho mọi người thấy cái sự biến hóa chứ. 2, 3, 4. Anh đợi em xíu nha. Em đang sợ nóng đó. Rồi bây giờ đi chùa nha quý vị ơi. Phải đi lên cầu thang á là cái kiểu chùa mà mình rất là thích nha mọi người. Mới ăn hủ tiếu mật xong mình đi cầu thang này xong là mình tiêu được cái tô đó luôn á. Đó, bạn của anh không gọi đó. Bả nước rồi. Hai cái con này. Đi đi, con nhiệt có điện thoại mà bây giờ lại quỷ gì. Mày có nước đây. Mày có nước đây. Sợ quá, sợ quá. Ai vậy bạn? Bạn mùi chưa có được khỉ đụng nhưng mà là mùi sợ. Không nghe mấy khỉ dữ lắm á. Mệt quá, mệt quá mấy bạn ơi. Mặc dù là tôi cũng tập gym mà sao tôi đi tôi mệt. Mình dẫn chị cho. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Ở chùa thì có rất là nhiều nơi để mọi người thắp nhang. Giờ mình sẽ đi vào trong cái gian ở bên trong. Ở bên đây thì có một cái nơi để mọi người bỏ thùng công đức và lấy những cái vòng như thế này. Đây là cái hương lấy được ha. Và tặng một số và cái vòng. So với cái minh mông của vũ trụ thì nỗi mù của hạt bụi có là chi. Ơi sao giống vậy? Mày câu cửa miệng của mày Nguyên Nam mày quá. Mày quá. Tức là mọi thứ sẽ vượt qua. Mày quá. Câu mày lại hốt mày quá. Nay kiếm không được nhiều tiền. Mày quá. Hãy cư xử tốt người đang đối diện với bạn. Ủa? Bạn ơi. Bạn. Bây giờ tụi tôi đang bàn là bây giờ đi xuống dưới là có nên cầm điện thoại không? Tại nó giật điện thoại. Mấy bạn coi thử coi là cái vlog này có được phát sóng không nha. Phát sóng là tôi là không bị giật rồi đó. Ê, nó kìa. Đó, đó. Ê. Ủa gì vậy? Ủa? Bây giờ team mình sẽ đi tù. Trời ơi, cứu tôi. Gọi là địa ngục Trần Gian á mọi người. Mắc quá đi tù rồi. Ôi, mắc đi tù quá rồi. 7 giờ sáng cô ra nó ngày 23 năm 1952 là Pháp nó đưa cô ra pháp trường nó xử bắn cô lúc 7 giờ sáng. Thì dạ. Là chuẩn bị là tới cái ngày giỗ của cô rồi đấy. Ồ. Cô ngày 23 tháng 1. What? Ủa giống chắc phết quá. Chuồng cọp Pháp. Địa ngục Trần Gian. Đúng rồi. Trời ơi, ghê vậy? Trời ơi, thiệt quá vậy? Ở đây người ta có những cái hình nộm để tái hiện lại cái khung cảnh ngày xưa. Cái thùng này đấy là để đi vệ sinh. Đúng rồi. Tất cả mọi người đi vệ sinh. Ở đây là mỗi một cái cánh cửa là một cái nhà giam nè mọi người. Thì có rất là nhiều nhà giam khác nhau. Nó như một cái dãy nhà trọ nhưng không phải ai cũng muốn ở là thử. Mình chỉ nhìn được tù nhân qua cái khe cửa này thôi. Trong đây lạnh lắm á nha, cái khe hơi lạnh bốc ra. Tám chục người trong một cái phòng. Vậy 80 người. Đúng rồi, rộng lắm mọi người. Cảm giác sợ sẽ phải là ra. Nó có cái máy chém đó, kiểu như là đứa đầu vô cái là kéo cái lò xo. Thật, nhìn rất là giống một người thật luôn. Có lính luôn nè, có người ở dưới. Cái đó là móc mà. Nó kêu là máu, quýnh nó một cái. Thì có hướng dẫn viên sẽ hiểu hết được nơi đây. Còn hôm nay tụi mình đi không có hướng dẫn viên. Chỉ có anh tài xế, ảnh biết một chút kiến thức, ảnh share với tụi mình. Ở ngoài Hà Nội nó có cái phòng giam dành cho mẹ bầu. Trong lúc đi tù là có bầu á. Cái là đẻ ở trong đó luôn. Đây là khu vực chính thức. Cái này là nhà ăn của người Pháp. Những cái gì mà thuộc về họ thì họ sẽ xây rất là đàng hoàng. Còn những cái gì mà thuộc về Việt Nam của mình thì họ xây rất là qua loa chiêu lệ. Rồi bây giờ mình dẫn mọi người đi vô cái phòng tối.
nằm chồng lên nhau như kiểu ôm nhau để mỗi người lựa một tí. Cái này máu hả? Nếu mà để mà đi vệ sinh ấy, là có một cái thùng gỗ như đây, như bơ của đấy em nhìn ấy. Là ví dụ mãi đầu kia là người ta muốn vệ sinh thì người tù mình là cứ dần dần chuyển với nhau. Sau 3 giờ mà đầy quá thì nó lại cho một người tù mình mang ra ngoài đổ. Cô mình đã tới được rồi. Cô Sáu hôm nay tụi mình tới lại cô đi về đi chạy đứt lai rồi đó. 12:40 ra sân bay. Xong rồi mọi người, bây giờ thì tụi mình về sắp xếp mấy hành lý rồi ra sân bay thôi. Quá trời luôn. Bên năm nay có cầu cô không? Có body gì đó. Có cầu body không? Cầu cái đó rồi. Giờ khấn đi. Cô phù hộ cho con giảm được 20kg. 30kg đi. Em đang. Ủa là sao vậy? Nó ủ hoài luôn mày ơi. Hai thằng cày lắm mà ăn hoài. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Uống trà sữa ngon không? Ngon. Ngon mà sao dừng vậy? Đóng cái miệng lại là nó nóng lên. À, nó chui quá trời rồi, quá đã luôn em ơi. Hát xuống mừng sinh nhật anh đi, hôm qua sinh nhật anh á. Happy birthday to you. Đó. Quang gì nè? Không lờ. Quang không khờ nha. Không lời nha. Hoặc là Quang không lời rồi đó. Tao nói chở cái này rồi nha. Em chở nha. Cảm ơn chị. Lớp mấy rồi? Chở lớp 7. Wow. Đây có chen lên móng tay của người nổi tiếng đó bé. Tháo móng. Chân châu dừa uống nó cũng hay nha. Chỗ này bán nước dừa chân châu ngon nha. Bao không? Bao thì đi. Đợi chào bao. Đợi cho thử rồi. Dạo đây gọi là bậc nhất trong đây luôn. Biết người giàu nhất ở đây là ai không? Có cái business là một tháng, một ngày kiếm được 8 triệu. Đúng. Là tiền á, tiền kiếm thôi. Lương chu. Lương chu không có. Bánh đồng xu. Không kiếm được nghĩa vậy. Bây giờ chúng tôi đi sân bay thôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở vlog. Tạm biệt chắc chưa. Quậy tiếp theo. Yeah. Ông quay ở đâu hết rồi, ấp máy rồi.